Thánh thần ơi, quý bà con cô bác mình nghe tin gì chưa? Trời đất ơi, hai bàn thờ, hằng bàn thờ hai, nó bị quánh ghen. Trời đất ơi, mà không phải phụ nữ quánh ghen nha, đàn ông quánh ghen mới ghê chứ. Trời đất ơi, cái video ngày hôm nay em nói thật với quý bà con, chúng ta coi mà chúng ta cười, mà tôi nói thiệt với quý bà con, ngã ngửa té ghế té hang luôn. Nó hay mà tao nói trời đất ơi, Tâm Phát nay mày nói cái gì mà tao nghe sao nó đá như vậy, nó vừa lòng hả giả đá cái nơi của chúng ta. Rồi như thế nào, trước tiên cho em gửi cái lời chào đến tất cả quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Không nói gì thêm nữa, ngay bây giờ nóng quá rồi, làm liền nha quý bà con, dứt dứt liền quý bà con ơi. Mới cái chat trời đất ơi, trên các cái hội nhóm tao nói bây giờ chia sẻ quá trời quá đất quý bà con. Vậy cái thông tin như thế này nè, em đọc liền quý bà con nghe. Thôi xong, anh bàn thờ bỏ trốn khỏi nhà vì chồng cũ của Le Le tìm tới hỏi tội, kiếp nạn dồn dập với anh hai. Anh hai chịu không nổi, anh hai tung chạy. Đúng là mắc cỡ quá anh hai ơi. Em nói tới đây, cái bảo đảm quý bà con cô bác mình những đặc biệt nha, đặc biệt là những fan mà kêu bằng ba mẹ xôi đâu nhau vô gầy em nè. Mày nói gì mày hả? Mày nói cái gì? Trời đất ơi, chồng cũ người ta ta ly dị rồi, mắc gì mà mày vô mày nói cái gì tao lao à? Khoan quý bà con, khoan từ từ nghe em giải thích đã. Em cũng có đọc những cái bình luận phía dưới, thì tất nhiên ban đầu em cũng như quý bà con mình thôi, khi mà em coi cái xì tha tút này, em cũng nghĩ trong đầu y chang quý bà con. Ủa kỹ ta, cái ông này ông ly dị với bà Le Le lâu rồi, mắc gì mà lại quánh ghen, đúng không? Rồi em đọc như vậy nè, em có những cái phân tích về quý bà con mình coi giùm em nha. Phía dưới phân tích như thế này: thật ra cái ông mà A, ông A đó là chồng của Le Le, thì quý bà con cô bác mình cũng thông cảm giùm em không thể nào nói tên ra được. Ông A này qua tìm hằng hai bàn thờ vì cái lý do là hằng hai bàn thờ nó hút dầu con Le Le quá nhiều, cho nên vì vậy ông A này mới tìm hằng hai bàn thờ để mà tính sổ. Nên nhớ, tiền của con Le Le đang xài và cái thẩm mỹ viện, cái gì mà răng gì mà u mí gì đó của nó đó, là do ông A này đứng làm chủ. Trời đất ơi, đó em đọc cái tin nhắn đó em mới hiểu ra. Hừ, hèn chi. Mà bây giờ mình nói tới nói lui đó quý bà con, chúng ta có thể hiểu đơn giản vậy nè, nó dễ hiểu lắm. Có nghĩa là quý bà con cô bác mình thấy đó, trời đất ơi Le Le ha, tao nói kêu bằng gì, siêu xe đầu này ha, nhà cửa rồi tao nói cái gì cũng đẹp hết trơn hết trọi ha. Ôi ui, tao nói cái gì cũng sang trọng, vàng dòng đồ đeo đủ thứ, iPhone 17, 18, 19, cái gì mới ra cũng xài. Nhưng tiền đó của ai? Câu đó mới hay đó, câu đó mới quan trọng nha. Tiền mà con Le Le đang xài là của ai? Trời đất ơi, đó của ông A. Quý bà con mình nghĩ như thế nào? Em nghĩ là có thể xảy ra. Tại sao? Thì quý bà con cô bác mình nghĩ thẳng, nghĩ về dễ hiểu lắm. Thực chất ra hai vợ chồng mà ông A dạng Le Le đó, lúc mà còn yêu thương nhau, thì ông A này, thì quý bà con cô bác mình, em khỏi nói quý bà con cũng biết rồi, cái ông này đó, ổng quen kêu bằng cấp cao không à, đó, rồi ổng là kêu bằng tiền là tụi nó bao la, đó, phải không? Thì sau khi đó, em cũng nghe một số thông tin như thế này nè, sau khi mà hai người kêu bằng chia tay ly hôn đó, bắt đầu chu cha ơi, ta nói ông A cũng cho Le Le cũng được mớ vốn, đó, cũng cho siêu xe đồ các kiểu, cũng như là chia gia tài vậy đó. Rồi nhưng nghe đâu họ cũng còn qua qua lại lại, nhưng trong âm thầm lặng lẽ. Thì từ khi mà nghe hằng hai bàn thờ, nghe hằng hai bàn thờ mà cặp chung với con Le Le, thì em hỏi quý bà con cô bác mình nè, cái ông A đó đó, ông ghen không? Làm sao ông ghen? Trời đất ơi, em nói ở trên đời này nhiều khi em nói á, quý bà con cô bác mình nói cái sao mày nói láo, mày nói xạo, mày hình dung, mày tưởng tượng, không phải nha quý bà con. Những cái câu chuyện này ngoài đời thực mình bao la. Cái kiểu mà cặp vợ chồng mà ở với nhau xong rồi ly dị rồi vẫn còn qua lại, có. Thật sự. Và em hỏi quý bà con cô bác mình, hiện tại bây giờ con Le Le nó làm cái gì nó sống?
nói thật cho quý bà con biết luôn nè, những cái thông tin em cập nhật được á, con le le nó chỉ qua là nó bán kem trộn nó sống thôi, nó kiếm tiền từ những cái hũ kem nó bán, những cái sản phẩm nó bán á. Chứ em hỏi quý bà con cô bác mình, nếu thật sự á, con le le mà nó là chủ của một cái tiệm găng u mí u mi gì đó, cái phòng khám găng làm găng cái đách gì đó, thì em hỏi quý bà con cô bác mình, mắc cái gì nó đi bán kem trộn, đúng chưa? Dạ mắc cái gì nó phải ngồi nó lên nó live stream rồi nó nói tào lao mía lao, nó nói muốn khang cổ họng nó luôn, rồi nó bán được bao nhiêu hàng, đúng không? Hợp lý chưa? Hợp lý rõ ràng. Em nói quý bà con, ví dụ giờ em mà là chủ của một phòng găng, không có mắc mớ gì mà em lên em làm YouTuber hết trơn hết trội á, trời đất ơi, em nghe đồn là một bộ găng mà làm một cái là mấy trăm triệu không á, bây giờ một tháng chỉ cần làm 3-4 bộ găng thôi đủ sống hết năm không, chứ gì nữa. Thôi đất ơi, dưới quê mà một tháng mà kiếm ở đâu ra 200-300 triệu, đúng không quý bà con? Thì cái điều đó cho thấy rằng cái phòng găng đó, cái phòng găng của nó đó, hiện tại mà u mi u miết gì đó, không phải của nó, là điều thứ nhất. Và chắc gì những cái tiền mà làm găng nó được hưởng mình nó, tất nhiên cũng phải qua cái ông A đó. Thì ông A đó 1 tháng ví dụ thấy mày làm được nhiều, nhiều tao cho nhiều, ít tao cho ít, nói thẳng ra luôn. Cái đường kinh tế của con le le nó phải phụ thuộc vào cái ông A này, đúng không quý bà con? Làm sao mà nó dám bỏ ông A? Trời đất, ông nguyên một cái mỏ dầu tao nói nó thơm phức như vậy, bỏ làm sao bỏ, đúng chưa? Rồi bây giờ chắc hẳn là quý bà con cô bác mình cũng thắc mắc là lý do gì và nguyên nhân nào mà con le le nó lại chọn hàng hai bàn thờ để mà cặp. Tại sao không chọn là hàng A, hàng B, hàng C, hàng D kia, mà lại đi chọn một cái thằng bóng bóng xà bang, bán xà bông như vậy? Em bật mí cho quý bà con nghe luôn. Bây giờ chuyện kể thì quý bà con cô bác mình cũng đừng có gầy em. Tại sao nói dài dòng, em nói thì cũng phải từ đầu tới đuôi để quý bà con cô bác mình hiểu một cách đơn giản nhất. Ông A ly dị với con le le. Ông A có bà vợ mới, rồi bắt đầu nhưng cũng còn qua lại với con le le. Đó. Bắt đầu bây giờ sau khi mà bà vợ mới của ông A phát hiện con le le nó cặp với cái thằng, nó cặp với cái thằng trợ lý của bà vợ ông A, bà vợ ông A mới bực bội, mới nói với ông chồng của ông chồng của mình là ông A đó, anh coi đó, le le nó cặp với trợ lý của tôi vậy đó, mà nó cặp không, nếu mà nó cặp không á, nói họ mắc lẹo quý bà con, mắc lẹo lưỡi, nếu mà nó cặp không á thì đâu có chuyện gì để nói. Nó gần mò rồi nó kiếm tiền rồi nó moi tiền trợ lý của tôi, mà trợ lý của tôi thì lính ruột tôi, nó moi này kia, nó ăn tiền của trợ lý tôi, rồi ông câu em tính sổ nó đi. Bắt đầu chuyện bể ra, le le mới khẳng định với bà vợ lớn của ông A, vợ lớn của ông A, không em có đâu, trời đất ơi, em dễ gì em cặp với trợ lý. Ông nói đàng hoàng với con, nói vậy hồi tắt thở rồi, không có đâu, em không có cặp với trợ lý đâu, chị nói vậy chị bậy, chị vô quan giáo họa cho em, trời đất ơi, dễ giàu gì, em đẹp gì, thiếu cha gì, ghê em mê đó, phải không? Bắt đầu bà lộn, bà vợ ông A, vợ lớn ông A mới nói, đâu bây giờ mày chứng minh cho tao coi là mày có người yêu đâu. Bắt đầu đó, từ chỗ đó trời đất ơi, bắt đầu mới tìm hoài tìm tới tìm lui thì không có ai hợp tình hợp lý hơn làng hai bàn thờ. Trời đất ơi, thấy chưa, em nói quý bà con cô bác mình cứ việc không cần tin em, nhưng quý bà con mình có thể tham khảo những cái kênh YouTube khác, đặc biệt quý bà con cứ việc mình coi cái chị Phương Anh chỉ nói đi, coi em nói đúng hay nói sai. Trời đất ơi, thấy chưa. Rồi quay lại với cái câu chuyện hai bàn thờ bị ông A tới tìm tính sổ, rồi hai bàn thờ nó mới tung nó chạy. Thì quý bà con mình nghĩ cách đơn giản và dễ hiểu. Từ khi mà thằng hai bàn thờ nó về nó sống chung với con le le, em nói thật với quý bà con luôn, thằng le le, thằng hai bàn thờ nó có làm cái gì được ra tiền không? Quý bà con mình trả lời giùm em đi. Không, không có. Thật sự, nó mở cái live show ra là tiền của con le le đầu tư cho nó. Rồi không gài quý bà con mình để ý đi, con le le nó bán siêu xe nè, nó tè le luôn nè, nó rồi chưa kể nó nuôi những cái hai cái thằng trợ, ví dụ giờ nó nuôi hai bàn thờ thì thôi không nói ha,
nó nuôi thêm cái thằng trợ lý của hai bàn thờ nữa. Trời đất ơi, tao nói bình thường giờ có một miệng ăn, bây giờ nuôi tới ba bốn miệng ăn. Mà mấy cái thằng này, mấy cái thằng bán xà bông này, nó ăn một cái, một đứa thiện quý bà, nó thiệt quý bà con, một ngày 2-3 triệu nhiều khi không đủ nuôi tụi nó nữa. Trong khi đó thu thì ít, thu tiền vô thì ít, nhưng mà chi ra thì nó nhiều. Trời đất ơi, bởi tôi nói ông A ông tức, ông qua ông mới quậy, ông mới kiểu như đó. Bây giờ mới hỏi tội hai bàn thờ, nó kiểu mày sao bây giờ, mày mày tới với con le le là mày kiểu như mày yêu thương nó thật lòng, hay là mày đang lợi dụng tình thương đồ của nó, hay là mày mày muốn hút dầu, mày muốn lấy tiền, mày muốn lấy polymer ngân lượng của nó. Cái điều đó hoàn toàn có cơ sở. Mà em nói thật với quý bà con, một khi mà có câu này hay nè, cộng đồng mạng đã bắt còn hơn bà bắt. Ừ, giống y chang như cái câu nói của chú Đinh Văn Nơi vậy đó, tôi mà đã bắt y chang như bà bắt. Thì đó, cộng đồng mạng cũng tương tự vậy đó, người ta có người ta mới đồn. Và em cũng lấy từ những cái thông tin từ các cái hội nhóm em mới đưa cho quý bà con mình nghe. Thật sự bây giờ hai bàn thờ nó tới số rồi quý bà con. Trời đất ơi, bây giờ anh giao lưu ha, anh chưa bằng quen biết bự cỡ nào mà anh đụng ai không đụng, anh đụng tới một khi mà anh làm Phật lòng. Trời đất ơi, nói chuyện nước miếng nha. Anh làm Phật lòng ông A thì anh cũng hiểu rồi đó anh hai bàn thờ. Anh hiểu là cái ngày mà kêu bằng chuẩn bị đi ăn mày của anh nó cũng sắp tới rồi hai bàn thờ ơi. Em nói thật với quý bà con nghe. Thằng hai bàn thờ bây giờ em nói thiệt á, bây giờ có nước mà cho nó đi làm hồ á, cho nó biết thế nào là cái cực khổ, cái đồng tiền mình kiếm ra từ mồ hôi nước mắt của mình nó cực như thế nào. Đúng không quý bà con? Rõ ràng. Trời đất ơi, tao nói rồi, ngày xưa đi theo chị Lon đi không chịu, bày đặt ngựa ngựa hả cưng. Ừ, bày đặt ta đây à, bày đặt tôi là kêu bằng gia trưởng á, anh hái à. Ừ, anh hái đồ đàng hoàng dữ lắm mà rốt cuộc dần sao chuẩn bị đi ăn mày tới. Trời đất ơi, đó rồi, đó là cái thông tin về hai bàn thờ. Bây giờ em sẽ đọc cho quý bà con cô bác mình nghe một cái xì ta tút này còn dữ dội hơn hai bàn thờ nữa. Đây, đọc liền cho quý bà con nghe. Nghe đâu bé dê bây giờ lôi kéo ông Bảy và bà Sáu vô trong cái câu chuyện tiền BH Media, và bé dê muốn ông Bảy và bà Sáu phải bay ra tận Hà Nội để mà dự cái phiên tòa mà kêu bằng nó kháng cáo kháng kiết gì đó. Trời đất ơi, quý bà con mình nghĩ như thế nào? Em nghĩ chú Bảy sau khi mà ông nghe cái tin này, chắc em nghĩ ông chắc cũng ông hết bệnh luôn quá. Ông hết bệnh là tại vì lý do ông hết thở. Trời đất ơi, ở dưới quê em á, mà thường thường mà chơi cái kiểu đó, quý bà con mình biết cái gì người ta kêu bằng gì không? Chơi điếm thúi. Trời đất ơi, mũi cắn quá quý bà con. Chơi điếm thúi. Thật sự. Con ve đó, đem kể quý bà con nghe. Nó đi Đà Lạt, nó đi du lịch Dallas, nó đi Pháp, nó đi ăn nhà hàng, nó đi chơi. Có bao giờ quý bà con cô bác mình thấy á, à, chú Bảy đang đâu à, con ở cậu, ừ, cậu Bảy đang đâu, con mời cậu Bảy đi chơi con đồ các kiểu, hay đi Đà Lạt đồ xả stress đồ, đúng không? Không, không có. Trời đất ơi, mụ nội nó tới chừng mà có chuyện đụng chuyện một cái, trời đất ơi, cậu Bảy, ừ, cậu Bảy phụ con nha, cậu Bảy với mẹ đi ra ngoài Hà Nội đi, cậu Bảy, trời đất ơi, gặp tôi mà cà cậu Bảy một cái, một cái thiệt quý bà con, em mua dép tổ ong cái loại mà bự bự mà màu trắng trắng, em tán cho vài bợp dép. Trời đất ơi, tôi nói cho nó gãy răng nó thiệt, nó vô cùng mà thiệt láo xược mà thiệt, những cái đứa vô cùng mà kêu bằng gì ta, mái vật, ừ, ché đỏ, ừ. Quý con đừng nói ngược nữa nha, thật sự là như vậy. Trời đất ơi, bây giờ nó tính đem cái hàng thừa kế thứ hai để mà nó ra nó chơi với bên phía tòa án hả? Xin lỗi cưng luôn nghe dê, trời đất ơi, cưng lầm to rồi dê ơi. Bây giờ cưng có đem mà kêu bằng hàng thừa kế thứ thứ gì em cũng biết, thứ mà ở trên mặt trăng xuống nó cũng thua à em ơi. Đã tòa án người ta ghi rõ ràng, người ta đã xử xong rồi thì tất nhiên xử thì xử, nhưng bên mà kêu bằng bị đơn á được quyền kháng cáo. Cũng như là quý bà con mình cứ hình dung đi, bây giờ mình đi ra chợ mua con cá rồi, đúng không, đúng không, đó, thì tất nhiên nó thuộc về mình đó. Bây giờ mình muốn mần nó thì mình phải để lên trên thớt, thì giờ nó đang giãy giụa đó quý bà con, đó, y chang con ve. Con ve bây giờ cũng đang giãy giụa cho đến mức đường cùng. Đến khi mà, trời đất ơi, tao nói con ve quá, gặp cái bóp cái gòi xong, ông tổ ông góng cái cấp cái gòi xong, mẹ con đi ra đường ăn mày. Thật sự,
không còn lời nào diễn tả về con ve. Nó quá mưu mô xảo nguyệt quý bà con ơi. Nghĩ sao giờ kêu ông Bảy, bà Sáu đi ra ngoài ngoại dự tại. Dự cái gì? Ra ngoài làm gì? Ra ngoài thăm lăng Bác Hồ hả? Ừ, đi ra ngoài thăm lăng Bác Hồ thì được. Ra ngoài chơi, đi thăm cái gì kêu bận gì ta? Hồ Hoàng Kiếm phải không quý bà con? Ừ đúng rồi, Hồ Hoàng Kiếm thì được. Chứ đi ra phiên tòa là cũng như là đội quần đi trở về. Trời ơi là trời, em nói thật, em cũng bó tay con bà Bảy bán da chai cầu bà lại luôn quý bà con ơi. Thiệt, rồi, thì đó là toàn bộ những gì mà em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con cô bác mình. Thì quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào? Hãy để lại cái ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con dưới phần bình luận video cho em và tất cả quý bà con đang xem được biết. Cảm ơn và chân thành biết ơn quý bà con đã dành thời gian ra mà coi cái video này tới đây cùng với em. Xin chào, hẹn gặp lại.